Hi, xin chào tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lo Kéo Tiso. Trên thị trường trong tầm giá 3 đến 7 triệu có rất là nhiều dòng lo. Nhưng đây là trước mặt anh chị là ba dòng lo này đang bán chạy nhất, đang làm mưa làm gió trên thị trường ở trong từng phân khúc. Cụ thể, bên đây là con lo Pro Max tứ quý 3 thì giá nó là 3 triệu 6 và đang bán chạy nhất ở phân khúc 3 đến 4 triệu đồng. Mặc dù chúng ta có rất là nhiều con lo nó 4 tấc, nó bự hơn, hầm hố hơn con này trong tầm giá, nhưng mà con này nó vẫn đem đến chất âm vượt trội hơn và micro nó nhiều chức năng hơn. Có đặc biệt có hỗ trợ chỉnh âm chung và equalizer, micro có chỉnh lớn nhỏ giảm hú, rất là nhẹ ca và công suất bass 3 tấc nhưng mà công suất của lo 5 tấc. Giá là 3 triệu 6 và kế tiếp là Pro Max 6868 New. Đây là Pro Max 6868 thì nó có rất là nhiều đời. Thì nó có phiên bản mặt lưới thường, mặt lưới bi thì nó giá là 4 triệu rưỡi. Nhưng mà đây là con 6868 New, 3 đường tiếng, bass 4 tấc, phiên bản nâng cấp mới nhất, mới vừa ra mắt cách đây một tuần thôi. Thì con này là giá 5.250.000, thì bán cũng khá là chạy trong tuần qua. Thì con đây là con Pro Max 9898, giá nó là 6.600.000. Thì cả ba con về bo mạch nó giống nhau 100% và micro nó giống nhau 100% và bo mạch giống nhau luôn anh chị. Đây, cả ba con thì bo mạch nó giống nhau. Thì nhìn chung thì nó cũng có mid-phone, mid-phone, mid-bass, mid-chep, echo, delay, guitar-phone, chep và bass, music-phone. Âm lượng của nhạc mới để một xíu thôi. Và cái chức năng đặc trưng nó là có âm chung, chỉnh âm chung của nhạc nha anh chị. Tiếng chung nè, tiếng mid á. Đó. Mid này là không phải là mid-phone nha. Mid là âm chung của nhạc. Cả ba con đều có chức năng vượt trội đó. Và cái tiếp là ba con đều có equalizer. Anh chị, tức là nó có 6 chế độ equalizer, mình có thể chỉnh để mình nghe nhạc bolero hay là nhạc bass, nhạc remix rất là phù hợp. Ví dụ như vậy. Đó. Đây là chế độ bass mạnh hơn. Và một cái điểm nữa là nhỏ gọn. Cả ba con này thì nó rất là gọn. Thì con này là cụ thể nó trọng lượng nó tầm khoảng 10 đến 14 kg, xin lỗi mọi người. Là con tứ quý 3 và con này là Pro Max 6868 New là 28 kg. Và con 9898 này nó là tầm khoảng 33 kg đến 35 kg. Khá là gọn so với những cái dòng loa 4 tấc khác. Còn đây là con 3 tấc. Nhưng mà công suất lớn, đều là bo mạch công suất của lo 5 tấc. Và bảng điều khiển là tiếng Việt, đa phần là tiếng Việt. Ví dụ như hiển thị pin đầy, pin đang sạc, pin yếu. Và có đầy đủ thông số ở trên lo. Đầy đủ thông số trên lo anh chị. Chúng ta có hiển thị là 3 lo, lo 4 tấc, bass 40 cm. 3 lo gồm 1 lo bass, 1 lo mid và 1 lo chép. Còn bên đây thì chúng ta nó có 2 lo. Rồi đây là 28 kg nè, cái kích thước đầy đủ trên này hết nha anh chị. Thì ở đây video này em không có review sâu nhiều, chủ yếu là test nhạc ba con lo này. Thì về chất âm nó giống nhau 100%, micro nó cũng giống nhau 100%, đều có chỉnh lớn nhỏ trên micro nữa. Chức năng thì em sẽ tổng hợp lại những cái chức năng nổi bật. Thứ nhất là nhỏ gọn mà công suất lớn hơn, vượt trội hơn những cái dòng khác trong cùng tầm giá. Và cái thứ hai thì cái micro nó là một cái điểm đặc biệt. Micro nó có thể chỉnh lớn nhỏ trên đây. Đây là cái nút nguồn. Và đây là cái nút lớn nhỏ của micro. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh. Tùy chỉnh từ số 1 tới số 7. Từ 1 tới 7 thì thường mình để số 5 mình hát nó sẽ nhẹ. Ai giọng quá yếu thì mình hát định để số 6 nhưng mà mình ngồi sẽ xa. Thường là em Sơn hát sẽ chỉnh một cây số 4, một cây số 5 là hát rất là nhẹ rồi. Còn ai giọng yếu quá mình sẽ lên số 6. Nhưng mà số 6 thì mình chỉnh hát một cây thì ok hơn. Khi mà hát hai cây mọi người nhớ để số 5. Và một cái đặc trưng nữa là nó đẹp. Và gọi là bo mạch này là bo mạch nó là xu hướng có chỉnh chuyên sâu về nhạc nhiều hơn những cái bo mạch của những cái lo khác. Cụ thể là nó có chỉnh bass, chép và có chỉnh âm chung. Âm chung đây. Đây, tức là tiếng hát. Anh chị thấy em đã tắt âm chung nha. Bây giờ em sẽ lên âm chung và nó sẽ có sự rõ rệt. Cái tiếng ca sĩ nó sẽ rõ hơn. Đó,
trong cái bản chất cái chép và cái bass chúng ta đã có âm chung, nhưng mà hãng sản xuất bổ sung thêm cái tiếng chung cho chúng ta, thêm cái nút chỉnh âm chung làm cho cái loa chúng ta nó nghe nó phê hơn, nó đã hơn, cảm nhận được cái tiếng ca sĩ nó hay hơn. Rồi, tuy là nhỏ nhưng mà ba con loa đều kết nối được với TV, máy tính laptop và kết nối ra loa được khác được hết, có chức năng Ultimate. Công tắc là công tắc 3 chiều. Công tắc 3 chiều vẫn hỗ trợ cắm điện trực tiếp. Rồi, sau đây em sẽ thử một số thể loại nhạc cho anh chị. Bình được tích hợp ở phía sau như vậy. Đây, bình được tích hợp phía sau, đây là bình nhỏ nhất, bình lớn hơn và bình lớn. Hai con bên đây là 6868 new với lại 9898 thì cái bình nó ngang nhau anh chị. Rồi bây giờ em sẽ rút mic thu âm và test thử một số thể loại nhạc nha. Chất liệu là gỗ. Shiva.
60 thôi anh chị. Rồi em xin phép giảm nhạc nhỏ lại nha. Chúng ta sẽ sang thể loại là non top và sau đó em sẽ test nhanh sang phần micro. Cả ba con chúng ta đều có thể dùng chung mic anh chị. Cả ba con đều dùng chung mic được nha. Alo. Nếu mà anh chị muốn hát từng con, ví dụ như cho dù cả sớm mua chung một con lo này nữa, anh chị vẫn có thể chỉnh từng con hát cái mic riêng biệt được, không bị trùng mic số được nha. Xong con này lớn hơn, con này lớn nhất. Thì đó lúc qua cái đường truyền mạng anh chị nghe nó không có chuẩn thì nó sẽ theo thứ tự nghe con này. Con này lớn hơn nữa. Alo. Bây giờ em sẽ hát thử một con nha anh chị. Thì cả ba con nó đều giống nhau thôi. Riêng con này nó có cái âm chung chung thì cảm giác nó đã hơn một xíu. Về cái hỗ trợ cái mic đã hơn một xíu. Rồi nói chung là nếu mà con này thì cảm giác nó lại hay. Gọi là công suất nó đã hơn, chơi đã hơn, đã nhất. Trong ba con này là công suất đã nhất. Là giá 6.6 thì trong tầm khoảng 7 triệu đổ về. Thì đang chạy nhất, đang bán chạy nhất bên em luôn. Thì trong tầm giá này em chỉ muốn tham khảo thêm nhiều mẫu khác. Thì em có tới vài chục mẫu trong tầm giá này. Nhưng mà ba con này đang gọi là bán chạy nhất.
alo, alo, 1, 2. Rồi lần đầu mình hát cái bài hát này là gì mọi người nghe tạm nhé. Chung là nó chủ yếu quảng cáo lo hát nhẹ. Mình nghe nhẹ thì mình sẽ chỉnh bass chép nó hết cũng được. Còn mình karaoke mình nên giảm lại để cho cái tiếng nhạc nó không có lắp được cái tiếng mic đó. Alo, alo. Cô đâu điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sau lúc này quan tâm chẳng cần lý do. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, nay đâu đến mức là thương. Em nghĩ là em nên dừng lại đi. Thank you.
người thế vai. Alo, một nụ hôn cuối rồi tạm biết nhau. Anh chỉ có nhu cầu mình liên hệ qua cái số hotline 0915486462 giùm em, hoặc là 0962809867. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.